Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa của kênh VTC14. Thưa quý vị, hội tụ gió trên cao ở khu vực Bắc Bộ còn duy trì nên những cơn mưa rải rác vẫn còn xảy ra trong thời điểm đêm và sáng tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ. Trong khi đó thì phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả khu vực thủ đô Hà Nội, mưa rông xảy ra ở một vài nơi. Mưa rông khiến cho nền nhiệt về đêm ở Bắc Bộ khá mát mẻ, phổ biến trong khoảng 24 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay thì trên toàn miền, thời tiết vẫn chủ yếu là ít mưa và có nắng nhiều. Riêng tại khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ có mức nhiệt cao hơn những nơi khác, phổ biến trong khoảng 32 đến 35 độ và trời hơi nóng. Tuy nhiên thì trong chiều tối và đêm nay, do vùng hội tụ gió có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rông rải rác và nền nhiệt độ mát mẻ từ đêm. Dự báo là trong 2 đến 3 ngày kế tiếp sẽ xuất hiện thêm tác nhân gây mưa là hội tụ gió từ khối khí biển có xu hướng thiết lập và hoạt động mạnh, nên tại khu vực Bắc Bộ có khả năng sẽ xảy ra mưa rông diện rộng. Trong đó thì khu vực tập trung mưa nhiều vẫn là các tỉnh khu vực vùng núi. Chỉ lưu ý là do mưa kéo dài nhiều ngày nên tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi như là tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang hay là Tuyên Quang vẫn cần cảnh giác với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Bà con cần chủ động đề phòng, hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa vị, nền nhiệt trong thời kỳ này ở mức thấp hơn so với giá trị nhiều năm cùng thời kỳ, với nhiệt độ về đêm và sáng sẽ dao động từ 24 đến 27 độ, cao nhất sẽ không vượt quá 33 độ. Các địa điểm mưa nhiều còn có nhiệt độ ở dưới 30 độ. Đến với các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, thưa quý vị, trong 2 đến 3 ngày tới thì vùng áp thấp phía Tây phát triển không mạnh, chi phối thời tiết khu vực này vẫn là đới gió đông nam ẩm. Do vậy mà mưa sẽ tăng lên dưới diện rải rác và xảy ra ở các thời điểm đêm và sáng ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế và chiều tối đến đêm ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận. Ban ngày thì trời vẫn có nắng nhưng mức độ sẽ không quá nóng và gay gắt, đôi lúc thì trời còn chuyển nhiều mây hơn. Nhiệt độ ban ngày đạt ở mức là từ 33 cho đến 36 độ, nhưng về đêm và sáng thì do có mưa nên tiết trời chuyển mát mẻ, với nhiệt độ về đêm sáng sẽ dao động trong khoảng 24 đến 26 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong 2 ngày tới do đới gió Tây Nam hoạt động mạnh dần kết hợp với đới gió đông trên cao nên mưa dông tại đây bắt đầu tăng trở lại trên toàn khu vực, không loại trừ có nơi xuất hiện lượng mưa vừa và mưa to. Với những phân tích trên thì thời tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước như sau. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ trong cả 3 ngày, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông, mưa còn tăng hơn vào chiều tối, có nơi đạt mưa vừa tới mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá mức 31 độ. Còn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong những ngày tới thì mưa dông cũng xảy ra nhiều hơn và còn tăng hơn vào chiều tối, vùng núi có nơi đạt mưa vừa tới mưa to, nên nhiệt trong ngày vì thế giảm xuống chỉ còn ở mức 29 cho đến 32 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới thì thời tiết chủ đạo là mây thay đổi tới nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33 cho đến 36 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, trong những ngày tới, tại đây trời cũng chuyển nhiều mây hơn, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Trở vào khu vực Tây Nguyên, trong 2 ngày 15 và ngày 16 tháng 7 thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở dưới ngưỡng 31 độ, lưu ý là có nơi đạt mưa vừa vào buổi chiều tối. Sang đến ngày 17 thì mưa giảm dần và ngày nắng gián đoạn, nên nhiệt tăng thêm khoảng 1 độ, đến chiều tối vẫn có mưa rào và dông rải rác. Ở các tỉnh Nam Bộ trong 2 ngày tới, thời tiết chủ đạo là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ. Sang đến ngày 17 thì lượng mưa bắt đầu giảm dần và ngày có nắng gián đoạn, nên nhiệt cũng tăng nhẹ thêm khoảng 1 độ. Những cơn mưa rào và dông rải rác vẫn còn duy trì vào lúc chiều tối. Tại thủ đô Hà Nội trong cả 3 ngày tới, trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông, có thể sẽ có mưa vừa, mưa to vào lúc chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá 33 độ. Trên biển, những ngày sắp tới, tại quần đảo Hoàng Sa thịnh hành đới gió Nam tới Đông Nam, mạnh cấp 4, cấp 5. Thời tiết chuyển nhiều mây dông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Trong khi đó, thì tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, trời có mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km, có thể xuất hiện cả lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mã khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.